khởi tranh từ ngày 20 tháng 7 sau 48 trận đấu. Vòng bảng World Cup 2023 đã chọn được 16 đội bóng vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, vòng 1/8. Kết quả vòng bảng đã ghi nhận nhiều bất ngờ đúng như cách nói trong bóng đá, khó nói trước điều gì. Theo đó, một trong những bất ngờ lớn nhất đến nỗi không ai ngờ được là đội tuyển nữ Đức, bảng H, đội xếp thứ 2 bảng xếp hạng FIFA bị loại. Dù thắng Morocco 6-0 trận ra quân nhưng sau đó, các cầu thủ Đức đã thua Colombia 1-2 lượt trận thứ 2, rồi bị Hàn Quốc cầm hòa 1-1 lượt trận cuối. Thế nên, chỉ với 4 điểm sau 3 trận, đội bóng số 2 thế giới lần đầu tiên không vượt qua vòng bảng kể từ giải đấu đầu tiên vào năm 1991. Tương tự, ba đội bóng được đánh giá cao không kém là các đội Brazil, đương kim vô địch với 7 lần vô địch Nam Mỹ, Canada, đương kim vô địch Olympic và Trung Quốc, đương kim vô địch châu Á, cũng ngậm ngùi về nước. Ở chiều ngược lại, một bất ngờ đẹp mắt đã xướng tên đội bóng thuộc thế giới thứ 3 của bóng đá đội tuyển nữ Morocco, bảng H, một trong 8 tân binh World Cup 2023. Những tưởng đội bóng đến từ châu Phi này không thể tiến xa giống như 7 tân binh còn lại, Việt Nam, Philippines, Haiti, Ireland, Panama, Bồ Đào Nha, Zambia, nhưng chẳng ai ngờ, các cô gái Morocco đã giành được 2 trận thắng, thắng Hàn Quốc và Colombia đều với tỷ số 1-0 và lọt vào vòng 16 đội. Morocco đã góp phần đưa bóng đá nữ châu Phi giành thắng lợi vang dội tại World Cup 2023 khi lần đầu tiên với 4 đội góp mặt, Zambia, Morocco, Nam Phi, Nigeria, thì có tới 3 đội giành quyền đi tiếp, Morocco, Nam Phi và Nigeria.